Sản xuất máy giặt lớn nhất châu Âu Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có chuyến thăm nhà máy sản xuất máy giặt của thương hiệu châu Âu Arcelic, công ty mẹ của hãng điện tử gia dụng Beko. Đây là nhà máy thuộc tập đoàn KOK, một trong những tập đoàn lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ với tổng diện tích lên đến 50.700m2, cách trung tâm thành phố Istanbul gần một tiếng lái xe. Nhà máy của tập đoàn Arcelic ở Kajirova là nhà máy sản xuất máy giặt lớn nhất châu Âu với khả năng sản xuất lên đến 3,7 triệu sản phẩm trên năm. Các sản phẩm máy giặt sản xuất tại đây phục vụ thị trường thế giới trong đó có Việt Nam. Tham quan nhà máy ở châu Âu có lẽ là một khái niệm khá lạ lẫm bởi thông thường các chuyến đi như vậy có điểm đến là Trung Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam, Thái Lan. Tuy nhiên, mới đây, thương hiệu điện máy Beko đã cùng đoàn báo giới Việt Nam đáp chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chính thức mục sở thị nhà máy sản xuất ra những chiếc máy giặt đã và đang được chuyển về Việt Nam để bán cho người tiêu dùng trong nước từ gần 4 năm qua kể từ khi Beko chính thức gia nhập thị trường không quá hoành tráng và cũng không quá hào nhoáng như những nhà máy sản xuất điện thoại của các gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc hay Trung Quốc mà chúng tôi đã từng được tham quan nhưng nhà máy Casirova lại là công xưởng sản xuất máy giặt lớn nhất châu Âu, là nơi để thương hiệu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tự tin khẳng định chất lượng vượt trội so với các đối thủ. Bên trong nhà máy là hàng loạt chuỗi quy trình với toàn bộ công đoạn sản xuất ra một chiếc máy giặt. Tại đây, hầu hết các quy trình sản xuất đã được tự động hóa với các thiết bị robot hoạt động một cách chính xác. Hơn 2.000 công nhân tại đây đảm trách các công việc kiểm tra lắp ráp bằng tay. Acelix là cái tên lạ lẫm tại thị trường Việt Nam nhưng lại là công ty thiết bị gia dụng lớn thứ ba ở châu Âu, được thành lập vào năm 1955 như một nhánh của Cork Holding, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay là nhà sản xuất và tiếp thị hàng gia dụng và điện tử trên toàn thế giới với hơn với 23 nhà máy sản xuất ở 9 quốc gia, Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh. Tập đoàn này có 17 trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng được đầu tư ở nhiều nơi trên thế giới với hơn 1.500 nhà nghiên cứu. Với đội ngũ hơn 30.000 nhân viên cùng các tổ chức tiếp thị và kinh doanh ở 35 nước, cung cấp dịch vụ và sản phẩm đến 146 quốc gia, công ty hiện sở hữu lên đến 12 thương hiệu toàn cầu, Beko, Grandic, Defy Arctic, Dolens, Flavel, Antus, Blomberg Alexa Bregenz, Voltas Beko. Tại Thổ Nhĩ Kỳ thị trường quê nhà của mình, là công ty bất khả chiến bại về các mặt hàng thiết bị gia dụng lớn và nhỏ, thiết bị nhà bếp âm và máy điều hòa không khí. Là công ty thuộc Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất lọt vào top 100 công ty công bố bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, và đã đạt được thứ hạng 67, đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, thương hiệu con là Beko đã bắt đầu trở nên quen thuộc tại Việt Nam sau gần 4 năm chính thức gia nhập vào thị trường thiết bị gia dụng. Beko chính thức có mặt trên thị trường từ năm 1955 và hiện đã có mặt tại hơn 140 quốc gia. Số liệu thống kê mới nhất cho biết, Beko là một trong những thương hiệu dẫn đầu tại Anh, Romania, Ba Lan khi nắm giữ thị phần cao nhất trong ngành hàng thiết bị gia dụng tại các đất nước này. Bên cạnh đó, Beko cũng là thương hiệu hàng điện gia dụng tăng trưởng nhanh nhất ở Đức, thị trường gia dụng lớn và khó tính ở châu Âu, thương hiệu đã tăng trưởng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm qua. Trả lời phỏng vấn của PV Dân Chí về việc liệu công ty này có kế hoạch mở nhà máy ở Việt Nam hay không đại diện Acelic cho hay nhà máy tại Thái Lan mới hoàn thành trong năm 2017 đủ khả năng để phân phối cho các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Vì vậy, hiện tại công ty này chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở đây. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy ở Thái Lan mới chỉ sản xuất tủ lạnh nên các sản phẩm máy giặt của Beko bán ở Việt Nam vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chia sẻ với báo giới Beko đặt mục tiêu phát triển lớn mạnh hơn nữa ở những khu vực then chốt khác như Mỹ và châu Á, Thái Bình Dương. Trong đó Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm. Trước đó, trong một lần chia sẻ với dân trí, ông Hồ Xuân Lộc, tổng giám đốc Beko Việt Nam, cho biết mặc dù định hướng thị trường của Beko nhắm vào các thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nhưng thực tế người tiêu dùng ở tỉnh xa, điển hình như khu vực đồng bằng sông Hồng hay ở đồng bằng sông Cửu Long, đã đón nhận sản phẩm rất dễ dàng. Ông Lộc cho rằng người dùng trong nước đã thực sự quan tâm tới chất lượng và đó là dấu hiệu tốt để Beko bước vào thị trường này. Đại diện của Beko cũng đánh giá thị trường máy giặt ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung vẫn còn rất tiềm năng, đặc biệt ở các khu vực nông thôn hoặc các gia đình trẻ chuyển vào chung cư ở. Do nhận thức về việc tiết kiệm điện nước tăng cao, khách hàng hầu như lựa chọn các dòng máy giặt lồng ngang nhiều hơn so với lồng đứng. Trong khi đó, những đối tượng khách hàng này không quá quan trọng thương hiệu và chú trọng vào khả năng vận hành và nguồn gốc sản xuất. Do đó, nhà sản xuất đến từ châu Âu tự tin vào khả năng thành công của mình trên thị trường. Phôi Linh